Rồi, em xin chào buổi sáng cả nhà mình ha. Dạ, hôm nay là ngày 18 tháng 12 âm lịch mình nha cả nhà. Thì ngày 18 tháng 12 âm lịch mình rồi, chỉ còn có 12 ngày nữa là Tết nha cả nhà. Thì quay lại sau khi lại lá ha. Em lại lá ở đây thì lại 14 nè cả nhà. 15 nè, 13 thì có lại một số ít ha. 14, 15, 16. Những cây cúc thì em lãi ngày 16 còn lại ha. Với một số cây siêu bông mà lãi cho khách ngày 28 mới lấy đó cả nhà. Thì em lãi ngày 16. Thì sau khi những cái cây mà lãi ngày 13 ha, 13 thì nay là 5 ngày này cả nhà. Thì năm nay thời tiết cũng khá là thuận lợi và nó cũng đúng chu kỳ đó cả nhà ha. Thường là chúng ta sẽ lãi 5-6 ngày này sẽ bung vo trấu và nó bung đều hay không, là trước khi mình lãi lá mình có xử lý cái gì chưa, nó đều hay chưa. Thì năm nào cũng vậy cả nhà, trước khi lãi lá khoảng từ 5 đến 7 ngày thì mình sẽ tưới dưỡng nè cả nhà, dưỡng rễ nè, cộng DAP nè, cộng 30-10 nè, cộng phân thùn. Thì hôm trước có chia sẻ cho cả nhà mình rồi. Thì hôm nay mình coi thì cái cây mai của mình nó có bung đều hay không. Và tới cả nhà mình, nếu mà em ở đây thì sẽ xử lý cái ngày 19, sẽ tiếp tục tưới dưỡng như ngày mai rồi bắt đầu tưới dưỡng nữa cả nhà ha. Rồi 20-21 mình sẽ xịt thuốc sâu, thuốc sâu luôn ha. Và những cây nào bung trước thì mình xịt trước, cây nào bung sau thì bung trễ thì vào ngày 20-21 thì mình cũng phải xịt thuốc luôn nha cả nhà. Như cây này thì quay lại cả nhà thấy nè, cây này thì em lại ngày 13 nè cả nhà. Cây này hình như nó bung khoảng 90% rồi cả nhà. Ngày 13 thì nút nụ em thấy nó cũng non nữa nha. Nút nụ nó non, nó không có mùi như những cây khác. Thì em lại ngày 13 thì hôm nay cả nhà thấy nè, nó bung tới mức độ đồng lọt là khoảng 90% hết cả nhà ha. 90% nhà thấy nó u đều hết. Tuy là cái nụ non nhưng mà nó vẫn lên bình thường nha cả nhà. Nhà thấy nè, nó lên đều hết luôn, nó không có nín ha. Nên cái tiết năm nay khá là thuận. Thì khuyên anh em mình đừng nên xử lý, đừng nên kích nhiều nha cả nhà. Cũng như là hiện tại bây giờ thì những cái cây này sau khi mà nó bung đều như vậy, anh em mình xịt thuốc sâu thôi ha. Xịt thuốc sâu để cho không có bị sâu nó ăn cái nụ non của mình đó cả nhà. Ở đây thì tại vì cái nền ở đây là cái nền xi măng ha. Nền xi măng nên nó rất là nóng ha, rất là nóng, nó không có như những cái khu vực của anh em mình, ví dụ như là nó cát hoặc là cỏ thì anh em mình sẽ xử lý khác ha. Còn xi măng ở đây thì cái nhiệt độ nó cũng khá là nóng nên xử lý rất là mau. Còn những anh em mình những cái chỗ mà khi mà ở cái nền của mình nó không có thông thoáng, không có nóng thì anh em mình ngày 19 anh em mình phải kích dưỡng lên ha. Kích dưỡng dưỡng dễ rễ nè cả nhà, cộng thêm cái phân thùng cũng được ha, cộng hai loại lại để bây giờ mình tưới để kích thêm. Như cây này em lãi ngày 15 nè cả nhà. 15 thì nó cũng chưa có hiện tượng ha, tại vì khách này lấy cũng là lấy 28 khách mới chở ha. Thì cây này cũng nói chung cũng chưa có hiện tượng gì nhiều ha. Có thể ngày mai nó sẽ u nhiều, cũng đã khá là u đấy. Ha, cả nhà thấy nó no rồi, cái này nó no nè, ngày mai bắt đầu nó sẽ u nhiều ha, là ngày 19, ngày mai ngày 19 ha. Những cái cây em lãi ngày 13 thì chung là cả nhà thấy thì này nó u vô tấu nè cả nhà thấy nè, vô tấu. Thì lý do là khách ở thành phố thì người ta sẽ chọn những cái búp bự ha. Và khi em vận chuyển đó cả nhà, khi vận chuyển lên thành phố thì những cái nụ của mình nó cũng bị ảnh hưởng, một ngày ngày thứ hai nó mới phát triển lại. Ví dụ như em đi ngày 24 nè, búp nụ nó xanh nó to thì ngày 24 lên ngày 25, ngày 26 nó mới cái nụ nó mới phát triển lại ha. Thì cái nụ đó nó không có sớm đâu cả nhà. Khách thường là sẽ chọn những cái nụ lớn để có thể là người ta chơi thích sớm, hoặc là chọn những cái nụ lớn ha, nụ lớn để người ta chơi thời gian nó 28-29 là người ta sẽ cho nở và mùng 1 sẽ nở rộ. Nhưng mà những cái mai lớn á, thường là nó sẽ nở rất là lâu,
có nghĩa là khi mà nó nở những cái nụ cái ha, số nụ nó rất là nhiều đó, anh em mình chơi Tết tới mùng 10 vẫn còn. Đó là những cái khách trên thành phố người ta đã chinh kinh nghiệm và đã chơi nhiều năm thì người ta biết những cái dàn bông dàn nụ nhiều thì người ta chơi thời gian khá là lâu, nên cho thuê ở đây em cho thuê là tới mùng 10 nữa cả nhà ha, tới mùng 10 ha. Mùng 10 mới lấy về đó, nên khách ta chơi được thời gian khá là lâu. Cả nhà thấy mức độ nó u nè, ha. Quá đều luôn đó nha. Nói chung năm nay cách đây 2 năm thì thời tiết nó cũng thuận như vậy nha. Mình lại khoảng 4 5 ngày là cho nó sẽ có hiện tượng u đều. Năm tối nay có sương nữa cả nha. Những cây này thì nói chung ngày mai nữa ngày 19 là cây này nó sẽ u đều ha. Và ở đây thì mình sẽ chưa xử lý quơ cho nó mát thân nữa nha, mát tinh nụ đâu. Tại vì của em ở đây là nó tính nó sẽ, nếu mình quơ vậy nó sẽ hơi sớm ha, hơi sớm nó có thể là 25 nó nở lấy gai rồi, nở những khoảng 5% ha, nên không có quơ sớm để kìm lại khoảng 27 nha. Ở này nếu mà cả nhà mình sáng sớm mà quơ sớm ha, khoảng 8 giờ nên mình tưới về thì cái vỏ trấu nó ra rất là mau, rất là mau, nó sẽ bung ra mau thì cái búp nó sẽ lên mau hơn ha. Nên như vậy thì em cũng chưa có quơ xương đâu ha. Ngày mai em tưới dưỡng ha, ngày mai chiều 19 em sẽ tưới dưỡng, rồi sau đó thì 20 thì sẽ quơ xương trên cái nụ này ha, lên những cái búp này cả nhà, cho nó mát ha, để nó nuôi những cái búp nó to hơn. Thì ở đây thì em lại thì em cũng canh những cái cây mà cho khách nên nó cũng chưa có đồng đều. Ví dụ như cái này thì 28 chở thì bắt buộc thì em phải lại trễ để cho khoảng 20 ha, 20 thì nó bung cho trấu, thì khoảng 28 thì cũng có nở một vài bông gió thôi cả nhà. Một vài bông nụ lớn thôi. Nên cũng tùy theo để mình canh cho khách như thế nha. Đây. Cái này con lại mà nay nó nở nữa cả nhà. Nên tầm dạo thì anh em mình chơi bông biết rồi. Đây, cây này cũng vậy nữa cả nhà. Nhà thấy nó u nè. Nó sáng như vậy thì cái mức độ mà nó bung nó nở ha. Năm nay thì rất là thuận luôn cả nhà, cái nụ mình là sáng này cả nhà thấy nè, ngày mai nữa là u nhiều. Cái phú tân này thì em lãi ngày 16 nữa cả nhà, 16 hôm kia, lãi ngày 16. Cái này thì em lãi ngày 15, cũng chưa hiện tượng. Cây này em lãi ngày 14 nè. Đây, cây lớn nè, cây đuôi ếch nè cả nhà. Cả nhà coi nè, này nó bùng rồi cả nhà. Đây, cây này thì 100% luôn đó cả nhà. Nó không, em chưa thấy nụ nó nín nữa nha. Quá trời luôn, nó đều. Đây, cả nhà thấy đều 100% luôn đó nha. Thú quý này em lại ngày 16 cho khách ha, thì cũng chưa có hiện tượng nữa nha. Này gặp dạo Phú Tân ha, gặp Phú Tân. Đây, cây siêu bông này em cũng lại ngày 16 nè cả nhà. Ảnh cái phơm tàn cả nhà thấy quá đều luôn đó nha. Này em đón khoảng 2 ngày nữa đó cả nhà, 2 ngày nữa thì nó sẽ lên đều, nó cũng sáng hết ha. Quá trời nụ luôn, cây này quá trời nụ luôn cả nhà, nhà thấy nụ. Không kịp nụ luôn hết nha. Cây đa phúc này lãi ngày 15 luôn rồi đó nha.
chiều 15 ha, cũng chưa có hiện tượng ha. Những cái cây này thì cái số này nó hơi u u, tên nó cũng ấy, nó sáng nè. Thì ngày mai thì nó sẽ u nhiều đó nha, mai 19 ha. Nên thường là Thủ Đức nó sẽ chậm hơn so với cái Đa Phúc, Phú Tân thì nó bung vỏ trấu ra có thể là 5 đến 6 ngày nó nở ha. Thủ Đức có thể 6 đến 7 ngày. Thì nên mình sẽ canh theo từng cái loại giống để mình xử lý cho nó đúng cách ha cả nhà. Ha, Phú Tân cũng như là mai siêu bông Sài Gòn hoặc là cúc thợ hương ha, thì những cái cây đó thì nó sẽ bung mau và nó thời gian nó nở cũng mau nữa cả nhà. Có thể là 5 ngày nó nở hoặc 6 ngày nó nở. Đó. Còn Thủ Đức thì nó sẽ kéo dài, nó nuôi cái búp nó 6 đến 7 ngày. Đó là mình sẽ xử lý, mình coi cái nụ nó sớm hay trễ ha. Thì để mình tưới, mình qua sương nhiều tinh lá hay không, tinh nụ hay không. Hay là mình ngưng khoảng 2 ngày nữa mình mới qua. Đó là mình canh xử lý cái nước để mình xịt trên cái nụ của mình ha các nhà. Rồi, qua em quay cái cây đầu dòng cho cả nhà mình xem luôn ha. Xem nay nó nở ra nha. Lại ngày 16 mùng 6 thì hôm nay là ngày 18 ha, 12 ngày thì nó có nở khoảng 3 đến 5% nè cả nhà. Quá trời cái bông nó đẹp cả nhà. Thủ Đức già mùa ha các nhà. Cây này là cây đầu dòng. Đây, cái bông nó cả nhà thấy nè. Cánh, từng cái cánh nó to ha. Từng cánh nó to mà màu sắc nó đậm luôn. Cả nhà thấy. Lên cái búp nhìn thấy nó lực không cả nhà. Cả nhà thấy những cái búp này. Nó to ha. Đây, lên trên nó nở lên trên cả nhà thấy. Cánh nó rất là nhiều ha. Sắc nó đậm à, nên những cái cây Thủ Đức mà được được già mùa thì nó sẽ nở nha, rất là thơm nha, thơm và nó nhiều cánh mà sắc nó đậm nữa nha. Quá trời cây này nữa nha, đây một vùng trời luôn ha. Đường kính ngang nó khoảng 2m7 đó cả nhà. Chiều cao em đoán có chiều cao khoảng 2m7 2m8, tán ngang gần 3m chứ cả nhà. 21, gần 3m đó cả nhà, có thể là 28, 29 ha. Đây, cây này em lãi ngày 15 này, nó cũng u u đó nha, u ha. Màu cây này thì tại dạng lúc nó mùi ha, nó già nó mùi nên nó sẽ mau buông đều hơn ha nha. Nó khoảng từ 4 đến 5 ngày là nó sẽ buông. Cái này thì em xịt sau 2 đợt rồi cả nhà. Đợt đầu thì cách đợt sau khoảng 4 đến 5 ngày ha. Tại vì khi mà nó buông vỏ trấu ra mà nó lên búp thì anh em mình xịt một đợt ha. Rồi sau khi mà chuẩn bị khoảng 5 ngày sau, thường là những cái đọt non, những cái nụ nó ra thì bướm nó sẽ lại rất là mau ha. Nên mình sẽ xịt ngừa một lần nữa ha nha. Thì nếu anh em mình ấy có thể mình cộng Anvin ha, để nó nuôi dưỡng cái nụ ha, để nó nuôi dưỡng cái nụ nó sẽ to lớn hơn và cái nụ nó mướt hơn ha. Thì mình sẽ cộng Anvin thì mình xịt có thể là 70 đến 80cc cho 20 lít nước bình thường thôi. Rồi quay lại buổi sáng nha. Hồi sáng thì cánh dạng xương nó chưa có nở hết. Thì giờ khoảng 9 giờ nè. 9 giờ thì nay cái đưa ra mặt bông nó lại thẳng ha. Màu sắc nó lại đậm hơn nữa cả nhà. Cái này 2 ngày nữa là nó đắt cây luôn đó nha. Số nụ này nó còn lên. Cái này thấy những cái búp nè. Búp nó to à. To hơn cái đầu đũa của em luôn, hơn nhà thấy rất là to nên cái bông nó nở lớn ha. Thủ Đức già mùa thì anh em mình biết rồi, cái búp những cái nụ nó lên thì rất là chuẩn ha.
cái bông nó lên những cái cánh nó lên to và nó hai lớp thì cái bông mình thấy nó rất là đẹp nha cả nhà. Hai ngày nữa em quay lại thì cả nhà mình xem lại ha. Thì những cái búp này em độ khoảng 2 ngày nữa là nó nở khoảng 30% luôn đó nha. Như những cái búp này thì 2 ngày nữa nó nở đâu. Nở ra nhiều ha. Rồi thì hôm nay ha, quay lại cái cây đầu dòng và quay chia sẻ thêm cho cả nhà mình một số cách để mình giữ được. Nếu mình ở sớm thì có những cách thì nãy em chia sẻ cho cả nhà mình rồi, để mình xem lại cái dàn nụ coi, để mình xử lý cho nó đúng ngày ha. Muốn cả nhà muốn hâm chín nở thì mình sẽ xử lý như là lúc đầu em nói, giật lại 2 ngày. Nếu muốn trễ hơn thì anh em mình sẽ xử lý để mình canh nước và mình tưới dưỡng cho nó phù hợp nha cả nhà. Rồi em xin chào ha, và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình những cái video tiếp theo nha.